Em rủ là một chuyện, nhưng mà cái đầu tư là cái hình thức là mà đầu tư người ta đấy, người ta giật thôi mà đi kiếm thôi. Thì cái đó là tại anh tin tưởng là em rồi anh mới đầu tư chung với em rồi chứ, bây giờ Đâu em đâu phải. có biết thằng đó là thằng nào. Kìa, nó hỏi Sao kìa. mày ác vậy ta? Tốn. Anh bậy. Ờ. Trời đất, cái thằng đụng ơi, bữa nay chắc bà sải đâu vậy? Ăn cơm chưa? Hả? Ăn cơm chưa? Ăn có được rồi chị ơi, hổng gà gì, mệt muốn chết luôn, vợ nó mới nấu nồi cháo gà. Vậy hả? Trời, tưởng đâu là ấy thì thôi chiều chị dạy đi ăn lẩu với Thôi, lẩu liếc gì mà thiệt chứ. đi ăn lẩu đi, rồi ăn mừng mình chồng chị với em hợp tác làm ăn đó. Với lại sáng ngày hôm nay là Mày 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 cái ngày em mà nói cái này anh giữ bình tĩnh nha. hả sao Cái chuyện đầu tư hôm bữa đó thì cái thằng mà mình đầu tư cho nó đó, thì đúng rồi anh có đầu tư cho nó mà nó gom đi rồi, nó gom đi sửa chứ thầy, cái gì rồi sao vậy nó ôm nhớ rồi cái gì gom đi thì nó ôm tiền đi hết trơn rồi, ai mà biết đâu. biết bao nhiêu tiền anh đầu tư mà nó ôm đi hết Thì trơn em cũng bị mớ này chứ bùm ra ai mình ơn anh sao. ủa em ơi em nói vậy sao được cái này em đứng ra em rủ chồng chị làm ăn thì em phải chịu trách nhiệm chứ giờ nó Chị gom đi ơi, chị đầu tư được cũng phải rủi ro chị ơi, chứ nói ai muốn đâu, có ai muốn đầu tư mình lỗ đâu. Mà thì cái xui thôi, phải xui thôi chịu thôi chứ giờ sao vậy. Trời đất, thằng đụng ơi, em nói nghe, em với vợ em kiếm thằng đó quá trời luôn mà không gặp đó. nhưng mà vấn đề ví dụ vậy thì em cũng phải chịu cho chị phần nào chứ Trời, giờ có ai, em lỗ đây có ai chịu cho em. em rủ mà Em rủ là một chuyện, nhưng mà cái đầu tư là cái hình thức là mà đầu tư người ta đấy, người ta giật thôi mà đi kiếm thôi. thì cái đó là tại anh tin tưởng là em rồi anh mới đầu tư chung với em rồi chứ bây giờ Đâu em đâu phải có biết thằng đó là thằng nào đầu tư cho em là anh đưa tiền cho em xong rồi anh làm với em không đâu, là còn một phiên người phía thứ ba nữa. trời ơi em ơi chị bán mấy mẫu đất chị đưa cho chồng chị đi làm ăn với em rồi đó mà Thì con vợ em nó cũng đầu cũng bán hết mà, hai ba công ruộng đưa cho nó còn gì nữa. trời ơi em có hai ba công với chị hai ba mẫu rồi chết rồi giờ 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 sao ai nó biết làm gì là đâu. chết anh luôn rồi anh tin tưởng người đầu tư tưởng đâu là được lời đó ngon lành bán mẹ mấy mẫu đất rồi còn cái gì nữa rồi lấy cái gì sống trời Thì bao nhiêu lâu nay thì cũng có mớ, anh chị cũng quặm hết mớ rồi, cũng còn ngại ngùng cái gì mà ơi là trời luôn á cũng mong không á tôi đã nói rồi ban đầu là không có làm ăn làm ơ gì hết trơn mà cũng về mà cãi tôi mà bán đất gì đó đó vậy ai mà biết đâu tôi ai mà còn biết được đâu là cái tiền đó nó để làm gì rồi giờ nó nói ôm đi chứ ai mà biết có ôm hay không. Ê chị nói ngang ngược vậy nha, ba đầu tiên làm cái chuyện giấy tờ rõ ràng, bây giờ kiểm tra đi cái thằng kia nó có đi không, bây giờ em cho chị có cái hợp đồng. Mà em là người đứng ra chịu trách nhiệm mà nói gì kỳ vậy Chị ơi chị, em đầu tiên em nói là chồng chị là hợp tác với em, làm ăn với em rồi qua mình thứ ba để cho nó làm nó kiếm gọi người đầu tư mà cuối cùng nó đi thì cũng làm với tài đàng hoàng với em, có ôm tiền của chị mà chị nói ngang ngược đi thì trời. giờ em nói vậy rồi tự nhiên giờ hả hai vợ chồng chị lỗ hết mấy mẫu đất rồi giờ biết người ta làm sao lấy đâu tiền đâu mà buồn Đâu cho phải vậy chị ơi, nên chị là không lỗ đâu, em lỗ nè. Mắc cười quá à. chứ thôi chứ anh không biết đâu Phương phải làm cách nào đem cái tiền đó là gì cho anh không Trời, đây một có què họ nghĩ đó sao là vậy thấy chưa trời. bây giờ mình có giấy tờ gì đâu giờ nó nói nó ngang ngược vậy đó rồi ông sao ông móc đâu ra tiền đây biết rồi bực mình thôi mà nó đứng như vậy đi về đi cái hạn này mấy bố ông đừng có qua chơi giùm tôi nha Đi đi, có ai em ngủ về hợp tác ai đầu mà tư biết đâu nữa. tính là hợp tác làm có tiền cười Nhìn cái mặt gì nó kìa mà lắm la lắm lét kìa. ôi tính qua đây lấy hả, đừng có mơ, dễ ăn quá lượm lắm. Em ơi đi sắm vàng nè em ơi. Mình mà hỏi ghê. Rồi sao rồi? Đó cái Sao tiền bạc nó mà tính sao rồi? sao chăng cái gì thì từ từ tôi tính chứ bây giờ ông hỏi ông về biết lấy đâu ra. tính cái gì mà tính, vậy kêu bà bán đất đi. Trời đất ơi ông nói vậy mà coi được á. Đất cũng là đất phương quả ông bà để lại. Người đất này để thờ phụng tổ tiên chứ đâu phải lễ hả? Còn có nhà cái bụng bị lớn rồi. Ông không dỗ ông về ông kêu bà già ông bán đi chứ đừng ông kêu bà già tôi bán. Trời ơi, nói với bà cái bà cứ cãi Cãi gì? Từ từ tôi tính được hết trơn á. Mình cũng phải biết lòn đường này lòn đường kia chứ giờ biết sao giờ. Tự nhiên đâu nghe lời hùng hạp làm ăn bây giờ bây giờ báo vợ báo con biết tôi bực mình ông lắm chứ giờ không có tiền lấy cái gì hùng dồn cho ta rồi hùng có lời chưa hay là đem về một cục nợ bây giờ hùng mới có lời chứ làm sao mà biết được gì cái này mình làm ăn thất bại thì mình làm cái sau nữa mới hồi có đó giờ lại bao nhiêu lần ông thất bại rồi ông nói tôi nghe hồi đó giờ bao nhiêu lần ông thất bại rồi thất bại mới thành công được chứ không thất bại mới thành công được thành công dữ rồi đó thành công dữ bán hết 4 mẫu đất rồi chuyến này rồi nữa đi tôi rồi nè tôi em bán bán rồi. đi ông coi được ông bán không cho rồi đi nè nè cái thay này bán à, ai mà mua phải có người mua tôi bán mẹ không rồi giỏi quá à nói năng vậy đó đi về mà ghê lắm gì đâu bán mẹ đi để mình làm ăn được ông biết gì không?
Ủa, giờ này gió máy tùm lum sao máy không vô nhà, máy ngồi đây máy làm gì? Đóng cái sổ. Thì để vợ chồng về làm cho con lưỡi mới làm được mà, sao tự nhiên máy ngồi đây? Mèn bé ơi, hai vợ chồng máy về chưa về nữa là đầu ngõ, tao nghe tiếng hai vợ chồng máy rồi. Cái xuồng này nó hư rồi cũng đóng đây làm cái gì? Trời ơi, cái xuồng này tao với tiếng bay hồi xưa làm nghiệp là mua tới bây giờ đó. Trời ơi, mục hết cho rồi má ơi, để chồng hành đi. Chồng hành đi. Con nói má nghe nè, lật lại chồng hành đi. Chuyện niệm chứ bây giờ cái này mà sao mà chạy được, bỏ xuống cái là nó điệu rồi. Mày cứ sống vậy hoài hà, cái nào kỷ niệm là kỷ niệm. Còn chồng hành hả? Cái mốt nó lấy ruộng đất đầy hết chứ, cũng chồng chỗ nào mà trả được. Trời ơi, tao nói cho má nghe nè. Bây giờ má cái miếng đất này đi, rồi con mua cho má cái vỏ pk bự dữ lắm, má chạy. Ông đi vô, ông hở cái bán đất. Ông đi vô, ông lên tắm rửa giùm tôi cái đi, để chuyện tôi nói chuyện với má. Vô đi. Làm gì đó, làm có cho tôi thôi, không biết. Lỡ gặp cái nó đòi bán đất chồng mấy kỳ với mày. Thì giờ cũng phải chịu thôi chứ giờ biết mày sao giờ. Má ơi, con tự thay sở được. Rồi sao đây, vụ gì mà hai vợ chồng cãi lộn từ đầu đường cho tới đây vậy? Trời ơi, kẹt ba cái tiền đi làm ăn thôi má ơi, con bực mình dữ lắm. Nói tới ổng là con bực mình, ứa gan. Mà má, hả? Má má nghe này nè. Vậy nói đi. Giờ con vợ chồng kẹt quá mà bây giờ con muốn bán miếng đất này đâu. Ừ. Mấy con gã má nha. Nè Phật á. Thôi. Thật á. Cái gì kỳ vậy? Tôi là không có chấp nhận điều đó nghe. Tôi là giữ chân tiết cho vợ chồng mà. Ừ, giữ cái gì má ơi, có nhiêu đó mà giữ hoài vậy, giữ cái sắp sửa nhà văn hóa là tặng cho má cái bản kinh tế tập keo lên rồi quyết tính lắm má. Má nghe cái đó đâu có mài ra lấy tiền được đâu. Trời ơi. Bây giờ má thấy nghe nè, sao ông tám tàn á, lớn má có nhiêu đó, má có 4 tuổi nè. Ừ, mà ông cũng chịu má rồi thì thôi má chịu ông đi. Quan trọng là 4 tuổi, 8 tuổi gì kệ ông đi, nhưng mà cái tên của ông là tám tàn. Là tàn tới 8 đời lặng con à, ơi. Cái tàn này là bảo tàn má ơi, chứ không phải là tàn vậy kia. Hả? Tàn có g. Thôi không chịu, không chịu. Thôi chịu đi. Thôi. Chịu đi, nói con nói. Ra mày gả con lượm đi. Trời ơi, coi nghĩ sao vậy? Gả con lượm đi nè. Con xíu rồi mày ơi. Không, cho nó lấy chồng Đài Loan đi. Không, không có được, con lượm ở đây với con. Chèn không hả? Chịu má. Chịu má hả? Ừ. Không còn ngon không? Đạn nhiều đầy đủ. Thôi, không chịu đâu. Mày con cái nết tàu ngoại mày kìa, không chịu đó. Sao mày đồ gã chi vậy? Chứ giờ để bà ở nhà đây rồi bà cũng bảo mình ên làm gì đi, bệnh cho không nghỉ giống đi rồi bắt đầu mình có mớ tiền mình làm ăn. Thôi đi vô lo cho nấu cơm đi. Này con bá đắp ba cái con vào đây nè, thấy không? Nó không có trơn nè đó. Đắp lại chị. Má. Trời ơi, má dụng đồ đâu vậy? Ủa má đi đâu vậy? Ôi là trời, con nói có nhiêu đó mà tự nhiên vợ chồng con để đổ có nhiêu đó mà mắm. Dọn đồ mà dọn mà đi. Má dọn đồ đi vậy? Nãy ông đòi bán đất đó rồi xong rồi tôi đòi gã bán. Tự nhiên đi dọn đồ đi đâu vậy? Rồi bỏ con ở vậy. Thôi đừng có giận, già lớn còn giận. Không nữa. Có giận. Chứ không giận dọn đồ đi đâu? Đi qua ông Tám. Qua ông Tám chi? Thì nó mới nói gã tao cho ông Tám đó. Trời ơi. Má nó mà không chịu. Thế ta không chi nhưng mà ông nhiều tiền lắm. Để má qua bển đi, má bào như tôi bay chắc nở. Ủa chứ bộ má thơ mộc gì nữa nào? Nãy giờ tao đóng xuồng đó mày. Ôi là trời, con tưởng đâu má không chịu rồi, má mới vô má. Trời ơi, bà bài mu cái gì để chịu. Không có, con này nó nói ổng còn súng đạn ngon lắm. Đi qua bển, súng đạn ngon. Ôi là trời. Tiền nữa. Biết là vậy nhưng mà muốn cưới chồng thì đợi người ta tới người ta rước dâu chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, già cả rồi tự lết cái thay qua đi, ai mà đón thôi, ở nhà đi tôi đi mấy con mấy cậu á. Mày đi đường xuống hả? Là má. Rồi sao mà má đi được vậy, lộn đã chứ, dẫn bà ngoại vô. Trời ơi, biết rồi thôi luôn á trời. Con có biết. Đi chứ bà ngoại vô. Bà ngoại mày luôn đi. Ủa vậy là ngã luôn hả?